Kính chào quý khán giả của đài VNTV. Kính thưa quý vị, trong chương trình Kiến trúc và Nghệ thuật ngày hôm nay, chúng tôi xin không nói về kiến trúc mà chúng tôi sẽ đi sâu vào lĩnh vực nghệ thuật. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta có rất là nhiều bộ môn nghệ thuật, và đặc biệt nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật mà được rất là nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đang chú ý đến trong những thời gian gần đây. Chúng ta đang sống trong một đất nước thật là tiên tiến, và để sở hữu được một cái chiếc máy DSLR như thế này thì đó không phải là điều khó, nhưng mà làm sao chúng ta có thể sử dụng được cái máy này thì đó là một vấn đề khác. Hôm nay trong chương trình Kiến trúc và Nghệ thuật, chúng tôi có mời được một người chụp hình rất là trẻ tuổi và tài năng. Anh là một người chụp hình trong nhóm P&T Photography, và hôm nay anh sẽ đến với chương trình Kiến trúc và Nghệ thuật của chúng ta để chia sẻ làm sao chúng ta có thể sử dụng được máy chụp hình DSLR, và cũng như là so sánh giữa cái máy chụp hình DSLR với những cái máy chụp hình khác. Một lần nữa, chào Phát. Dạ em chào anh Danh. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến quý khán giả của đài VNTV và trong chương trình Kiến trúc và Nghệ thuật ngày hôm nay. Dạ em chào anh. Phát à, trong cái chương trình này thì Phát muốn nói về cái đề tài gì về máy chụp hình Phát hả? Thì cũng như anh đã có thưa với quý vị thì cái thời buổi ngày hôm nay thì em nghĩ là những cái chiếc máy mà DSLR hoặc là những cái máy chụp hình cũng có thể là những cái máy nhỏ gọi point and shoot, thì cái technology của nó thì nó cũng rất là tiên tiến như anh nói, thì mọi người ai cũng có thể cầm được hoặc là mua được một cái máy như vậy, nhưng mà cái cách chụp và biết làm sao mà sử dụng nó rất là khó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Như vậy thì trước tiên thì Phát có thể cho biết quý khán giả biết là mình định nghĩa như thế nào về cái máy DSLR, tại vì nghe cái tên này rất là kịch cộng nhưng mà đâu có phải ai cũng biết được cái chữ đó là gì. Cái từ DSLR là bốn chữ DSLR, thì nó đi từ phải nói là tách ra là nó đi từ cái chữ SLR trước, đó có nghĩa là single lens reflex. Cái này là cái máy này là xưa lắm rồi đúng không? Hồi xưa là chụp bằng phim đó. Đúng rồi, cái máy này thì ngày xưa là ý nói là nó chụp qua những cái ống kính, đúng là theo như là cái một cái tròng kính, một cái ống kính hoặc là nhiều loại ống kính, thì nó có thể làm cho nó có thể tạo cho một cái bức ảnh để mình có thể về mình rửa ra một cái tấm ảnh rất là đẹp. Vậy thì còn cái DSLR là DSLR sao? Thì nó có thêm một cái chữ D đằng trước, có nghĩa là digital. Cái khác giữa cái digital này với lại cái mà mình thường hay xài những cái point and shoot hoặc là một cái phone chẳng hạn, là nó xài qua cái function là DSLR, cái là, SLR. Mình dùng bằng thẻ nhớ đúng không? Thẻ nhớ đúng rồi. Yeah. Nhưng mà SLR là ý nói là nó cũng phải chụp qua ống kính và nó chỉ xài digital thôi chứ không có. Và đặc biệt là mình có thể dùng được nhiều cái ống kính khác nhau. Đúng. Nó khác với lại cái kia. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh nè, cái máy DSLR với lại những cái máy chụp hình khác mà đang có trên thị trường hiện nay. Trong đó có cái máy point and shoot. Cái point and shoot là có nghĩa là sao hả Phát hả? Là mình cứ đưa ra là mình chụp thôi đúng không? Đúng rồi, thì nó giống như là cái từ của nó gọi là point and shoot thôi, là anh chỉ đưa chỉ và chụp thôi. Cái này thì Danh bảo đảm là quý khán giả rất là quen thuộc với cái máy này, vì Danh nghĩ chắc chắn rằng trong gia đình của những người Việt Nam đang sống ở Hoa Kỳ thì chắc chắn at least phải có một cái máy chụp hình như thế này, một hai, hoặc là anh cũng có thể chụp bằng phone, nó cũng một dạng giống như là một dạng point and shoot. Đúng rồi, cái phone là nó cũng bây giờ họ có những cái camera rất là hay đúng ở trong rồi, đó. Ok, vậy bây giờ chúng ta mình so sánh giữa cái máy DSLR với lại cái máy point and shoot thì theo Phát thì nó khác nhau như thế nào không? Cái khác nhau mà em thấy rõ rệt nhất á là cái size của nó. Thì anh thấy cái máy nhỏ như vậy á là nó chỉ vừa trong lòng bàn tay anh thôi, còn cái máy này nhiều khi hai tay ba bốn tay cầm không nổi nữa. Nhưng mà nếu mà nó bự vậy thì chắc chắn phải cho ra những tấm hình đẹp. Đúng vậy, cái gì nó cũng phải có cái trao đổi của nó. Đúng rồi, anh thấy là cái máy này rất là tiện, mình bỏ túi nó tiện nè đúng không? Bây giờ chúng ta nói về những cái nhược điểm của hai cái máy này đó, thì bây giờ trước tiên thì mình nói về cái nhược điểm của này, thì Phát nghĩ nó cái yếu điểm của nó là gì? Cái yếu điểm và cái nhược điểm của nó thì là như anh thấy là cái nó thua cái DSLR là cái phương trình, giống như cái anh có không có thể nào mà anh đổi ống kính hoặc là cái quality của cái những cái hình anh chụp ra, tại vì nó chụp qua nó gọi là giống như là nó chụp qua một cái sensor, nhưng mà một loại giống như là digital, nhưng mà thật ra nó không có chụp qua cái ống kính. Cái qua cái ống kính như là cái quality của DSLR á, thì là nó rất là nó rõ rệt hơn, nó nhìn như là anh thấy như thế nào, nó manual hơn đúng không? Mình có thể mình chỉnh theo cái ý mình muốn. Còn cái này nó automatic. Nhưng mà em nói là giống như DSLR nó qua ống kính á, là anh nhìn theo ống kính, mắt anh nhìn thấy sao anh có thể chụp ra giống vậy. Còn cái này thì khác, cái này mình nhìn được một kiểu nhưng mà mình chụp ra cái màu này là khác đó. Hên xui đó. Vậy là cái đó là cái nhược điểm thôi sao?
Còn cái gì khác với nhược điểm về cái này nữa? Nhược điểm của cái này nữa thì nó cái phương trình của nó thì nó không, anh không thể nào chỉnh sửa trên máy được, tại vì nó chỉ nó làm cho nó gần như nó làm cho giản tiện để người ta móc cho ra anh chụp móc thôi. lên chụp thôi để mà ghi lại một cái thần ký ức, cái memory nào đó để mà hay đó. Như vậy thì cái máy lớn này chắc chắn nó cũng có những cái nhược điểm chứ Phát hả? Cái nhược điểm lớn nhất mà em không thích nhất là cái size của nó. Cái size. Tại vì em, anh thấy là em với anh nó hai người nhỏ như nhau cầm. Cái giá tiền cũng không thích phải không? Cái giá tiền cũng không thích nữa. Thường cái giá tiền mà giữa cái này chênh lệch nhau nhiều không Phát hả? Cái này nếu mà anh so sánh thì trung bình thì mình mua cái máy này thì khoảng 100 đúng không? 100 cũng có, 200, 300, có thể cao 400-500. Còn máy này nếu mà cái máy này nếu mà dạng mà tại vì nó cũng có nhiều, bây giờ nó cũng có nhiều line giống như beginner, intermediate hoặc là pro. Professional. Dạ, nhưng mà cái pro, line pro bây giờ em nghĩ là khoảng chừng 3.000. 3.000 là chỉ về nói cái body thôi. Body thôi, chưa ống kính đó. Nếu mà có ống kính rồi thì có thể ống là 5.000, 7.000. Dạ, ống kính thì cũng tùy ống kính nữa. Tại vì có nhiều ống kính nó gần như là nếu mà nhiều người thích, nhiều người xài cái được nó theo cái demand của nó. Nếu mà cái loại ống kính đó là nó có một cái quality như thế nào thì nó sẽ đắt giá tới hơn. Dạ, chắc chắn rồi, anh có thấy được những cái ống kính nó rất là to, mà nếu như cái ống kính đó thì nó đắt gấp 10 lần cái máy đúng nội không? Mà cái vật liệu mà là ống kính thôi là mắc rồi chứ. Dạ. Ok, Phát, vậy bây giờ mình nói được, mình đã thấy được những cái yếu điểm của hai cái máy này, bây giờ mình mổ xẻ về cái ưu điểm của hai cái máy này như thế nào ha? Cái ưu điểm thứ nhất mình nói máy lớn đi ha. Dạ. Thì là cái những cái tấm hình anh chụp ra chắc chắn là sẽ đẹp hơn máy nhỏ. Tại vì nó có được cái những cái yếu tố, chẳng hạn như anh có thể chụp nhiều loại ống kính. Và hơn nữa cái mà chính nhất là tại vì nó chụp bằng ống kính cho nên nó chắc chắn là sẽ đẹp hơn máy nhỏ. Nhưng mà tại sao ống kính nó make difference? Có thể là mà Phát có thể cho những cái ví dụ không? Ống kính đó, chẳng hạn như em ví dụ cho anh hiểu là nó có thể anh mua, tại vì không phải ống kính nào cũng đẹp đâu. Phải ống kính loại mắc tiền, loại pro á, thì nó chụp ra mới đẹp nữa. Tại ống kính những ống kính và thường. Những cái trường hợp khác nhau, ví dụ như thể thao thì mình cần ống kính nó phải làm như zoom nào, được dạ, đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu mà để nói cho quý khán giả hiểu là tại sao ống kính chụp qua ống kính nó sẽ đẹp hơn là tại vì ống kính, cái loại kính nó có loại có thể làm bằng nhựa, cũng có thể loại mà là bằng kính. Nó nói là gọi là ống kính nhưng mà nhiều khi nó làm bằng nhựa thì đó chụp, là những loại rẻ tiền. Đó là những loại rẻ tiền thì khi anh chụp á, anh chẳng hạn như có một tia ánh sáng một cái nào đó mà nó lọt vô thì nó sẽ làm như là nó bị mờ, nó bị clear một chút clear nào đó. Là cái hình mình nó không được sắc nét. Dạ, nữa. Đúng rồi. Đó. Vậy còn cái lợi điểm nào mà Pháp muốn nói thêm về cái máy này không? Cái lợi điểm khác nữa là cái về cái phương trình của nó thì anh có thể chỉnh sửa và những cái file, những cái hình mà anh chụp digital á, anh có thể về anh chỉnh những cái màu và cái bây giờ nó ra đến nỗi mà cái file anh có thể về như anh chỉnh từ mùa xuân qua mùa hạ, mùa đông, anh chỉnh một tấm hình mà anh ra đủ 4 mùa. Đó là một cái file, cái đó là file RAW đúng không? Đúng rồi. Okay. Yeah. Trong những chương trình tới mình sẽ nói với chi tiết về định rồi, là file RAW là như thế nào, file JPEG là như thế nào rồi, đúng không? Phát, đặc biệt cái này là mình có thể mình chụp gắn thêm cái flash đúng không Phát? Yeah, bây giờ rồi. Cái máy này là mình không có, hoàn toàn không có cái máy chiếu sáng, cái flash. Yeah. Còn cái máy này thì nó built-in. Nó built-in. Nó đã có sẵn rồi. Yeah. Thì nếu mà nói chi tiết thì, mà technical quá thì chắc để mình để kỳ tới. Yeah. Nhưng mà chẳng hạn như anh thấy những cái máy mà Pro Line thì nó không có built-in luôn. Cái DSLR mà nếu mà beginner thì nó sẽ có một cái built-in flash. Nhưng mà tại vì cái này người ta ai không biết, là khi mua này anh không có xài cái built-in. Vậy là cái máy nào mà có cái máy có flash gắn sẵn là máy đó rẻ tiền. Cũng có thể nói như vậy. Cái ưu điểm này là anh thấy được cái ưu điểm của cái này đó. Bây giờ chúng ta nói về cái point shoot ha. Cái ưu điểm anh nói thử. Cái ưu điểm là nó rẻ tiền là anh nghĩ là rất là nhiều quý vị khán giả thích rồi. Mà cái ưu điểm thứ hai mà nhiều người thích, em cũng thích nữa, là anh bỏ vô túi được nè, nhỏ xíu. Mà cái thứ ba nữa anh nghĩ là rất là nhiều người thích, đó là ai chụp cũng được, người già. Đúng rồi. Không cần phải worry cái này, tại vì người già nữa cầm cái này lên họ chỉnh sửa khó quá, đúng không? Sửa cái thứ hai nữa là cái size đó nó nặng quá. Em mà cầm này riết hồi em già luôn á. Dạ. Yeah. Cho nên anh thấy cái này dù sao này cũng giản tiện, mình chụp gia đình bất cứ lúc nào thì cái này thì nó nói chung là gọn nhẹ giản tiện thì mình nên chọn cái này. Còn nếu mà mình muốn những cái tấm hình đẹp mà màu sắc thật là tinh xảo, là sắc sảo đó, thì chắc là chúng ta đi về cái này. Đúng rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ nói về những cái đặc điểm nổi trội của cái này, những cái mà khi mà chúng ta nhắc tới cái máy DSLR là chúng ta cần phải nhắc tới liền. Thì nếu mà nói về cái DSLR thì có những cái điểm nào mà Phát muốn nói, muốn nhấn mạnh không? Thì những cái dạng như những cái tính năng của nó, những cái chức năng là em nghĩ là cái đầu tiên là nó có thể thay đổi về cái những cái ống kính khác, những cái đèn khác.
Cái máy này thì anh mua sao anh xài vậy thôi. Những người chẳng hạn những người consumer người ta mua sao người ta xài, tại anh ngó nó rất là trơn tru tiện đúng không? Nó làm nó cũng đẹp nữa. Còn cái này thì nó hơi gồ ghề. Cái này dạng như all in one. Đúng rồi, nhưng mà thật ra nếu mà anh lấy cái này ra anh có thể gỡ chẳng hạn như ống kính nè, thay ống kính khác nè. Rồi có thể chẳng hạn như gắn thêm một cái flash ở trên, hoặc là những cái thẻ của nó, những cái thẻ memory nó cũng khác nhau, pin nó đủ thứ hết. Còn về còn nếu mà bây giờ chúng ta cái chỗ chương trình này cho anh biết là chúng ta chỉ nói sơ qua về cái máy DSLR thôi, vì chúng ta khi mà chúng ta đi sâu vào đó thì nó có muôn vàn thứ rồi để chúng ta nói. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ có thể nói sơ về cái function của cái máy này mà nó có, trong khi cái máy này nó không có được không? Có những cái function nào mà mình không bắt gặp được trong cái này? Nếu mà chắc nói mà về khẩu độ mình không. Nếu mà nói tính ra thì cái những anh có thể chỉnh sửa những cái nó gọi là aperture hoặc là khẩu độ hoặc là nó có cái, theo cái shutter speed chẳng hạn. Đó là những cái mà anh có thể chỉnh sửa để mà lấy được cái ánh sáng của mặt trời hoặc là ánh sáng của trong nhà hoặc là sau đó. Và tại vì nếu mà anh mở cái khẩu độ nó lớn hoặc là anh để cái sensor nó mở lâu quá, nhanh quá, chậm quá như thế nào thì những cái đó là anh có thể chỉnh sửa được. Còn trên máy này thì anh chỉ để anh chụp thôi, nó tự động hết rồi. Em cũng đồng ý. Bây giờ thì để vắn tắt lại thì chúng ta nói là chúng ta so sánh giữa cái máy DSLR là máy chuyên nghiệp và cái máy thường point and shoot như vậy. Thì nếu như có một cái lời khuyên đó thì Phát thấy là trong những cái trường hợp này chúng ta cần đem lại cái máy này, và trong những trường hợp này chúng ta không cần, không nên, mà chỉ cần chụp những cái bằng cái máy thôi. Thì em thêm nghĩ nếu mà mình chụp ở nhà thôi đó, cho gia đình vui vẻ party hoặc làm những cái tấm hình kỷ niệm thôi đó, thì cái máy này thời buổi giờ nó rất là tốt. Cái technology của nó gần như là nó còn hơn những cái máy pro ngày xưa mà khoảng anh nghĩ cách đây cũng 10 năm là nó cũng hơn cái loại đó rồi. Nó chỉ khác nhau một cái là chẳng hạn như cái máy này á, bây giờ anh ra anh chụp, giờ anh Danh có mấy đứa con rồi đúng không? Chắc mấy đứa bé thôi. Nhưng mà tới một tuổi nào đó những đứa nó sẽ chơi thể thao nè, hoặc là dancing, hoặc là trình diễn trên sân khấu chẳng hạn, mà anh Danh phải ngồi ra hàng ghế xa thiệt xa đâu có chụp được những cái. Chắc chắn là cái đó. Này mình không chụp thì được. Thì đó, những cái này thì anh có thể mua một cái ống kính đúng cho cái function đó thì về chụp những cái đó. Hoặc là trong những cái sự kiện thể thao. Những cái này thao, nó ngoài những chiếc xe đạp hay những chiếc xe mô tô chạy thật là nhanh, mình chụp chắc chắn là không được. Dạ đúng rồi, nó sẽ mờ. Và cái thứ hai em nghĩ nữa là chẳng hạn như một cái birthday hoặc là cái event nào đó mà về ban đêm thì cái này anh có thể gắn một cái đèn bự thiệt bự để mà anh nhá. Wow, rất hay. Danh biết là Phát là một cái người chụp hình, đặc biệt là chụp hình cho những cái người mẫu nổi tiếng ở tại California mình, thì Phát có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm là sử dụng cái máy này để chụp hình người mẫu. Thường thường á, nếu mà chụp event á thì vì cái thời gian mình phải sắp xếp. Dạ đúng rồi, cái thời gian sắp xếp và mình không có đủ, gần như là mình chạy từ đây qua đó hoặc là như thế nào chẳng hạn như một cái đám cưới chẳng hạn, anh chạy anh không có thời gian mà anh chỉnh sửa nhiều, thì nó có một cái flash anh phải gắn trên cái máy. Còn nếu mà em chụp nói mà mình chụp dạng như là portrait, như là outdoor hoặc là studio hay gì đó, thì cái bản năng, cái basic của nó là không nên xài cái đèn nằm ở trên máy. Thì mình dùng cái flash rồi đúng không? Mình có thấy những cái flash rồi, chẳng hạn một loại cái loại flash lớn hơn, hoặc là anh lấy những cái này anh có thể giống như bắn control nó bằng một cái remote nào đó. Cảm ơn Phát rất là nhiều. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi chỉ có nói sơ về cái sự khác biệt giữa cái máy DSLR và cái máy point and shoot. Nhiếp ảnh là một cái bộ môn nghệ thuật, cho nên khi chúng ta nói về nghệ thuật thì nó không có đúng và sai, nó chỉ có đẹp và xấu thôi. Cho nên đây là những cái dụng cụ để giúp chúng ta chụp được những tấm hình đẹp, nhưng không có nghĩa là những tấm hình đẹp chụp từ những cái máy pro này. Danh biết rằng có những cái người chuyên môn họ có thể cho ra những cái tấm hình rất là đẹp bằng những cái máy rất là đơn thuần như thế này. Đúng rồi. Có những nhiều lúc em cũng thử thách mình coi mình có thể chụp được những cái tấm hình mà không ai nhìn ra được đó là xài từ cái iPhone hoặc là từ cái máy DSLR. Chủ yếu là cái sự sáng tạo của cái người chụp hình và đúng cái góc rồi. Độ và cái ánh mắt nhìn đúng của rồi. Cái người đó thôi. Một lần nữa kính thưa quý vị, thời gian không cho phép, cho nên chúng tôi xin được hẹn trong chương trình kỳ tới và hy vọng rằng Phát có thể trở lại để chúng ta đi sâu vào cái máy DSLR, làm thế nào chúng ta có thể chỉnh cái máy chúng ta chụp theo ý của mình.
Dạ. Kính chào quý khán giả của đài VNTV, và nếu như quý vị có muốn tham khảo thêm thì quý vị có thể vào trang nhà www.pntphotography.com để chúng ta có thể tham khảo những cái những tấm hình nghệ thuật của anh Phát đã chụp. Dạ, em xin cảm ơn anh.